dụng một bộ dàn mini, một bộ dàn trung chẳng hạn để mình nghe nhạc, thì mình hôm nay có thể đổi hướng sang sử dụng bộ 5.1 như vậy. Ngoài việc phục vụ cho mình nghe nhạc thì có thể dùng để tạo hiệu ứng xem phim, chơi game, và nhất là vào mùa đá banh như vậy, mình dùng hiệu ứng để cho âm thanh sống động, trung thực để mình xem đá banh. Có tới 5 lo vệ tinh hỗ trợ đảm bảo chất lượng âm thanh hay nhất cho mình. Thương hiệu Denon thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Bát đã rất là lực, chất lượng rất là hay, dùng nghe nhạc, xem phim, giải trí, tất cả đều ok. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok, nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển khoản cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cái khiển học, tức là có remote học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của súp là 46cm, chiều ngang là 30cm, hậu sâu 24cm. Chiều ngang của âm ly là 22cm, hậu sâu 30cm và chiều cao là 8cm. Chiều cao của lo thủy tinh là 16cm, chiều ngang là 10cm. Chiều cao của lo center là 26cm và chiều ngang là 10cm. Tới 5 lo một súp như vậy hỗ trợ rất tốt cho mình xem phim, cho mình nghe nhạc và nhiều hiệu ứng khác nữa. 5 lo làm 5 nhiệm vụ khác nhau nên chất lượng âm thanh rất là hài hòa. Mà đề năm thì các bác hoàn toàn yên tâm nha, chất lượng rất là hay, khỏi chơi rồi. Trên âm ly này mình có thể chuyển nhỏ 5CH, tức là nghe 5 lo, 3CH, 2 lo XL và nhiều hiệu ứng khác nữa. Khi mà em tặng cho các bác cái rơ mắt học, cái khiển học này, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Chẳng hạn như là mình có thể chỉnh tông từng cái lo nè, lo trái, lo phải, em chỉnh lỡ cộng 7, left, right nè, sụt rau nè. Lo sub thì em đang ở cộng 4, em sẽ tăng sub lên cộng 5 luôn, để chút xíu mình sẽ nghe nhạc remix sôi động. Những cái lo này và sub á thì mình có thể chỉnh từ 0 cho tới 13 nên chất lượng âm thanh rất là hay nha. Tùy gu, tùy sở thích mà mình chỉnh tông mỗi cái lo, mỗi cái sub như vậy để phù hợp với gu của mỗi người. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Công suất của sub á là 120W. Công suất của những lo vệ tinh như vậy là 80W trên một lo, nhân 5 lo tổng là 400W. Công suất của âm ly là 70W. Âm ly này có rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính, và đặc biệt trên âm ly này có tới 3 ngõ optical. Mình dùng kết nối mát TV và tín hiệu quang, thay vì mình ghi vào ngõ AV chất lượng nó không được hay, không có chuẩn, thì mình kết nối bằng cỏ quang qua mát TV như vậy cải thiện chất lượng âm thanh hay hơn rất là nhiều, giải mã 24 bit nha. Dây lo zin theo máy. Tổng thể mặt sau, cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo giúp em. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc remix sôi động rồi em xin kết thúc clip. Mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 giúp em.